Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vì sao mình cưới. Xin giới thiệu cặp đôi ngày hôm nay. Xin giới thiệu, mình tên là Ngân. Mình năm nay 26 tuổi. Mình đang là công việc dạy thanh nhạc trong một số trung tâm tại Hà Nội. Cho các bé là mình có đi biểu diễn xung quanh Hà Nội. Xin chào mọi người, mình xin phép được tự giới thiệu, mình là Tùng, mọi người thường gọi mình là Tùng Tích, năm 90 và công việc hiện tại của mình đang công tác và làm cố vấn âm nhạc tại công ty Sony Music và làm người dạy producer cho các bạn trẻ, bên cạnh đó cũng dạy guitar nữa. Xin chào. Và ngày hôm nay thì xin rất là muốn tìm hiểu lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào và ở đâu. Mọi người hẹn gặp nhau. Mọi em thì gặp nhau ở tại một phòng trà. Phòng trà có tên là Spring tại Hà Nội. Điều đầu tiên chồng em ấn tượng. Còn em không ấn tượng gì cả. Em không thèm quan tâm luôn. Và đến lần mà mình có ấn tượng đầu tiên là phải khoảng hai năm sau đấy, sau cái lần gặp gỡ đấy. Đấy thì là câu chuyện cũng gian nan lắm. Chồng mình có liên hệ với mình, gọi mình đi làm ok hát cùng với đêm của anh ấy. Sau rồi đến gặp anh ấy, đánh đàn hay quá. Mê ngồi ngắm đánh đàn thôi mà. Lúc đấy tự là anh không biết là cái nào là đàn hay và không hay đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao một người không có rất nhiều lắm. Một người không có nhau rất nhiều lắm như vậy là rất là hay. Đây là sau khi đã lấy làm chồng có như thế đúng không? Không, kể cả lúc em chưa lấy em cũng vẫn là bảy em mê ấy, không phải là con người lại cái gì dài sai một cái gì đấy mình rất là thích, mình rất là nể. Rồi, anh hiểu nhưng mà tại sao lại tương tư đến tận 2 năm? Có cần nói thật không? Nói thật đi. Nói thật đi, ok. Thực ra thì cái lúc mà Tùng bắt đầu gặp vợ của Tùng thì có một cái biệt danh tên là Chip. Ok. Thì bắt đầu cái thời gian mà bắt đầu nhìn thấy và gặp Chip là lúc đó thì bạn ấy vẫn đang có một boyfriend khác. Rồi. Lúc đấy là mình định tấn công rồi, nhưng mà đi làm cũng là phòng trà ấy. Rồi đấy là tôi có một thói quen là trước khi làm bao giờ uống trà đá, uống một điếu thuốc. Thì đến ngồi trước cổng quán phòng trà đó thì thấy có một cậu đang đèo cô này đến. Vỡ mộng. Vỡ mộng. Chiêu đây là chiêu đây là chiến xe máy thôi đúng không? Có nghĩa là cái lúc đấy mình ngồi trả đá đúng kiểu như thế này, giữ đây cốc trả đá. Ví dụ cô ấy mang người ra đây để mình. Thế nhưng mà sau đấy thì ai là người cổ tình trước? Thực ra thì chẳng ai tỏ tình đâu, nhưng mà cứ bật tín hiệu cho nhau ấy ạ. Mình cũng rất là thích, nhưng mà rõ ràng là mình cảm nhận là có thích mình, nhưng mà thể hiện ra thì không phải như thế. Anh có thấy là ai thích thì thích một người là mình phải quan tâm theo dõi đúng không? Ra vấn đề ở đây là mình ngại. Chính vì mình thích cho nên mình mới ngại. Không thể hiện một cái gì hết. Nếu mà theo cái công nghệ 4.0 thì Tùng đã bật Bluetooth được cách đây 2 năm rồi. Còn Ngân đã bật rồi, nhưng mà gọi là chưa có sự kết nối. Ví dụ như là hôm đấy rất say, anh nhìn thấy là biệt. Mình đến đây vẫn như vậy, cái là nhỏ như thế. Anh cũng là say thì để anh lái về. Anh đèo em, còn cái điện nhưng mà lại hết điện, nhưng mà lại hết điện. Hai đứa đạp xe đạp điện không thể nào được, vì rất nặng. Cái này nó chỉ là hỗ trợ điện và đạp được, còn không có điện không thể làm được. Ôi trời ơi, chết rồi, cái điện này là nặng lắm. Anh cũng không sao, vẫn đạp được. Xí. Khoảng độ 2 phút sau. Thế là biệt ly rồi. Nhưng mà vẫn sĩ. Mặc dù thực tế lúc đấy là mình rất là mỏi chân rồi. Nhưng vẫn phải. Không. Anh vẫn có thể. Rồi. Đấy cũng như các cặp đôi khác thì lại ví dụ ngồi sau xe thì lại cái tay mình nên ôm như thế này. Thế ra tâm mình cũng để yêu. Để yêu thôi thì cũng không ai nói với ai là yêu nhau hay như nào. Thế là từ hôm đấy thì em nói chuyện với nhau thôi. Ok. Nhau đi chơi. Thật ra chính ra đấy là tỏ tình ấy, tỏ tình bằng body language đấy. Vâng, body language không phải nói năng gì cả, chỉ có ấy nhớ lại. Trong khoảng thời gian mà hôn nhau lần đầu tiên cho đến mãi sau bắt đầu cưới thì trong khoảng thời gian đấy nó là khoảng bao nhiêu lâu? Trong thời gian đấy thì có chuyện gì đã xảy ra? Thời gian mà hai vợ chồng yêu nhau chỉ khoảng 5 tháng thôi. Và trong 5 tháng đấy thì rất rất nhiều chuyện xảy ra.
ghen này kiểu này, xong rồi tìm lục lọi Facebook người yêu cũ này, bla 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 bla. Nói chuyện với người yêu dạy đánh nhầy đúng không? Đấy. Là em tức là nếu như không có lửa thì sẽ không có khói đúng không? Rồi. Tại vì là không có lý do thì tự nhiên mình đâu có làm như vậy là gì. Mà trong quá trình đang tìm hiểu thì anh đừng có nói dối một lần. Em vô tình biết được gì đấy và em cảm thấy là nói dối như thế là kiểu tức là mình bị mất lòng tin. Mất lòng tin là mình cảm thấy không được tôn trọng. Rồi. Thì mình mới có trao đổi là tại sao lại nói dối như thế nhưng mà cãi nhau và cũng chia tay nhau chắc được 2 hôm. Em không biết đâu, tất cả các vấn đề khác xấu tính hay là như nào em có thể bỏ qua, nhưng riêng được từng vấn đề mà dối kiểu để đi với một người khác thì không thể nào mà em có thể chịu được. Rồi. Đấy, thế là nói dối em vô tình nói dối đi chơi với một bạn người khác. Nói lại với em mà đi làm vô tình cái linh cảm của em nó nhạy, anh em mà nói dối sao lại biết ngay. Sao lại anh Tùng ơi, tại sao lần đấy anh lại quyết định nói dối ra? cuộc sống mà chỉ biết dùng từ đấy thôi, không biết dùng từ nào khác. Em cũng thông cảm, vì mới quen nhau 2-3 tháng có thể là chưa có thể xác định say đắm mình lắm thì có thể tìm cách mối quan hệ nào say đắm mình lắm rồi. Có phải tính 2 tháng nữa mà là đối với anh Tùng là hơn 2 năm rồi. Trong quãng thời gian làm quen đấy thì hai người có làm quen tất tần tật mọi thứ không, hay là chỉ dừng lại làm quen trong sáng thôi? Có chứ ạ. Bây giờ ai làm quen trong sáng bây giờ làm quen trong sáng là trong tối đúng không anh? Tìm hiểu hết ra như chuyện lần đầu tiên tìm hiểu hết là diễn ra sau bao lâu và như thế nào? Nhanh lắm, nhanh đúng không? Tẩy cuốn mà, cuốn không cần tẩy. Tại vì thực ra thì bạn anh ơi, Bluetooth là nó là vấn đề tự nhiên. Mọi thứ nó rất tự nhiên, đó là thường là sẽ đi làm theo một quy trình. Rồi. Nhưng mà tự nhiên này đúng là cũng có tính toán thật. Đấy, kiểu gì đàn ông mà, cuộc sống mà phải cố muốn chưa tính toán. Mà thật ra tính toán nó nằm trong tự nhiên thôi, tự nhiên thích tính thì tính thôi. Đúng rồi anh ạ. Như kiểu là ví dụ bình thường hai vợ chồng đi làm xong, lại yêu nhau, cũng đi làm xong đi làm một trà với nhau. Thì lại theo một cái kế sách đơn giản là đi về đi nhậu với anh em. Đi nhậu với anh em xong rồi thì mình sẽ có một cái sự can đảm là sẽ quay sang và là anh có phải về nhà không? Được, tiếp đi. Đang vào nhịp rồi đấy. Câu chuyện bắt đầu từ đó. Hôm nay có phải về nhà không? Xong cô ấy cứ trả lời em sẽ về. Không phải về đây là vẫn phải về, nhưng mà nhà gì á, nhà ra thì vợ thì cái thời điểm đấy thì vẫn phải về nhà thật, tại vì không về thì bố mẹ sẽ không đi qua đêm được ạ. Thì có một cách nữa đó là Tùng đã bảo là cứ về đi, xong đợi bố mẹ ngủ trèo ra. Và cứ như thế mãi cho đến ngày như vậy thôi. Ngoài chờ sau đó là bà này bày tìm cách bày mở cửa, mở chỗ cửa các thứ. Nhưng mà có bao giờ giỏi lắm, nhưng mà mở cửa chó không sủa. Hai con chó. Thế mà xong rồi cuối cùng mấy lần đầu nó vừa thôi, những lần sau là em chết đi nó được. Nhìn thấy em là nó chết đi. Vậy thì lúc quen nhau cho đến lúc cưới nhau chỉ có 5 tháng. Đối với mình ý, thì 5 tháng là một khoảng thời gian khá là ngắn đấy. Vậy thì tại sao mà hai người lại quyết định đi đón nhân nhanh như thế? Tại vì là có em bé. Wow, vậy thì cái thời gian phát hiện ra là có em bé thì hai người xử lý như nào? Cũng rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Rồi. Lúc đấy theo Phương được biết là chưa yêu nhau lắm đâu đúng không? Đúng, chỉ là làm quen thôi đúng không? Thế thì cái cảm xúc lúc mà Tùng và Lân biết có em bé là như thế nào? Lúc đầu tiên thì Tùng, việc đầu tiên của Tùng là sẽ muốn giữ. Và Tùng muốn nói là trong mọi trường hợp phải sinh. Cưới cũng được, không cưới cũng được, nhưng phải sinh em bé. Wow. Còn Lân thì sao? Tiếp theo đến vợ này. Lúc mà bọn em phát hiện ra là có em bé thì lúc đấy cũng khoảng hơn 2 tháng rồi, thế mà là gì? Mà em kỳ lắm, em chẳng ngán ngủ một cái, em vẫn đi hút, nhảy mầm, vẫn đi hát. Wow. Diễn hai vợ chồng vẫn đèn nhau 12 giờ trưa lên xe Tây Hồ diễn, không có một triệu chứng gì ở cổ ngán và mệt cả. Không biết, diễn lại cho rồi. Cuối cùng thấy kỳ kỳ lâu lâu, không bất thường, bắt đầu em đi khám thì đã hơn 2 tháng rồi. Ui.
thì em cũng rất là sợ. Ban đầu mình cũng tại vì mình đang trẻ mà, tự nhiên là có bầu rồi. Lúc đấy là em bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Em vẫn còn kiểu đi uống trà chanh. Sợ em vẫn chỉ là một em bé thôi. 22 tuổi thì vẫn đang tuổi ăn chơi. Đang tuổi ăn tuổi lớn cũng là sợ. Thì em lại thấy mình cứ chần chừ, anh dùng em rất ruột. Em bảo thế có cưới không? Không cưới thì nó luôn một không thì người ta còn biết ta xử lý, đừng để bụng to lên rồi sao mẹ bảo là không cưới thì không có gì cả. Thế là anh Tùng bị ép cưới à? Anh Tùng cái ý tin này đâu không mày nhìn mày thấy thích xong rồi có cái đây cái để cho thì tiếp kể em buồn lắm, em cũng nói là thế bây giờ thế nào, ba người nói bố mẹ không có gì để cần giải quyết chứ không thích là để lộ liễu quá rồi mọi người sẽ biết thì không gì cảm quãng được, không gì. Em vừa đằng sau hai vợ chồng đi làm đè vợ em cứ nói đằng sau sao đến bây giờ vẫn thế, không biết làm nhà ấy không hiểu là đang nghĩ gì và muốn làm gì mình nói luôn để mình còn biết để mình cũng hết rồi, tại vì là mình không nghĩ được cái gì rồi. Em bảo là thế đi nhá, biết là nghĩ bây giờ, biết lúc đấy em đang nghĩ ạ. Thế giờ thôi, em tính làm vậy mà. Thôi, đi ra phòng thấy luôn, không nghĩ gì nữa. Không nói gì, cứ đi xong rồi kiểu, chẳng sao khóc. Ui, chảy đường ruộng này. Từ từ về nhà ăn bát cơm đã. Kiểu mình nghĩ, cho tới lúc này mà vẫn phải nhà ăn bát cơm. Mình thì kiểu, điên cuồng. Nói rất bình là một buổi casting của Ban Quý Hẹn Hò nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên cái tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi, còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào chị tự chủ động giúp em với? Dạ, em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đồng, còn quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Rồi, quê quán Hà Tĩnh thì chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà, bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được, được 7 năm ạ. Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ, một con trai 7 tuổi ạ. Ồ, rồi một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ, năm 2015 ạ. Năm 2015, rồi mình tính năm bao nhiêu thì mình tặng không ạ? Em chia sẻ đến, kỹ thức ạ. 6 năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha, Phượng chia sẻ dùm chị một cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ cùng chị em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ. Dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy ạ. Lý do em ly hôn là gì? Dạ, thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn á. Mà không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Em đang ở Lâm Đồng là em ở nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ. Rồi, em đang nuôi con trai luôn. Nhà không ạ, con trai về ở với nội ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á. Không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại, nhốt con trong nhà. Ừ. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cho về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em?
Ra nuôi ở Nam Định ạ. Dạ, ở Nam Định là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Ừ. Ở với ông bà nội và bà. Và hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em đang ở đâu? Dạ, cũng ở Nam Định ạ. Là sau hôm đi hôm này chồng cũ về quê? Dạ. Rồi, em có những điểm mạnh, điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không? Thói quen xấu gì không? Dạ, ưu điểm của em là hoa đông, thật tha, không thích gây chuyện, nói chung là dí hoa vi quỷ á. Còn ưu điểm của em là dễ tin người. Và cũng hơi nóng tính. Em là sinh năm 89 đúng không? Dạ. À, giấy tờ thì 88 ạ, nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Ừ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò gì được không? Dạ không chị ạ. Mà chúng các em có ưu điểm thì cùng chịu khổ, siêng nắng nè. Nhược điểm là cùng hơi chậm ạ. Hơi chậm. Hơi chậm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nhân viên thư viện trường học. Chậm, chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Ừ. Chậm cỡ nào này? Dạ, thì là chúng mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thế nên là cùng thời gian sống cùng băng với họ luôn á. Nên thế cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 em phút. Em lại phải dậy sớm hơn, dạ. Ừ. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cũng 5 giờ là dậy rồi. Ừ. Em ở Cát Cát Tiên là gần với Đồng Nai đúng không? Dạ, ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, thì có công việc ổn định. Cao 1m70 trở lên. Cũng đừng gầy quá. Chân thành, trung thủy. Yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, hay tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em này chưa? Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó dạ sẽ ở với ông bà nội với bố nó luôn? Dạ thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đóng người á, thì thấy tốt cho con hơn. Ừ. Mà thế một năm gặp con được mấy lần? Dạ, năm gặp hai lần ạ, hè và Tết ạ. Hè và Tết là bé vào đây với em? Dạ, không, em về ngoài quê á. Vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa, chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ, thì cùng ở ngoài Bắc á, mẹ em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa? Dạ. Ừ. Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang ok? Dạ, thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi, chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Dạ, em không thích người ra trường. Nói chung là nói được làm được, chứ không thích người nói nhiều mắng chứ làm. Tuổi tác thì sao? Dạ, tuổi thì từ 40, 37 đến 45 chị. Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Chồng cũ em 35 tuổi. Em thích người trưởng thành, chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích là bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kìa.
nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em hoặc là em có thể chấp nhận được. Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội hoặc công an. Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Dạ, trong khu em làm Viettel ạ. Cũng là như bây giờ là về Viettel ngoài Nam Định về. Dạ, hồi trước làm Lâm Đông, bây giờ về quê làm đấy. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có thể chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha.